Xin kính chào tất cả quý bà con các bác anh chị cùng toàn thể mọi người. Đã không về thì thôi, đã về cứ phải về một lô của bà con ạ. Hôm nay khả năng sẽ lên sóng báo giá cho bà con cô bác anh chị một lô xe giá lanh quanh khoảng tầm 200 triệu ở dòng 7 chỗ Innova các bác nhé. Karen thì em phải có 20 con. Everest khoảng chục con, Innova thì đây, anh em nhìn này, form cũ thôi đã có tương lai con rồi, chưa kể form mới nhé. Bà con các bác anh chị nào muốn quan tâm alo cho khả năng qua số điện thoại 0326062789. Xin chúc tất cả quý bà con các bác anh chị đang theo dõi những video khả năng ô tô lên sóng báo giá đây một lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất, chúc mọi người luôn may mắn, mạnh khỏe, thành công và trên mọi con đường nhé. Hôm nay thì anh em nhìn này, đấy, 2, 4, 6 chiếc Vía Innova này sẽ thuộc về ai thì bà con các bác anh chị có thể quan tâm alo khả năng qua số điện thoại 0326062789 ạ. Em sẽ đi một dạo một vòng và review báo giá qua cho bà con các bác anh chị nào muốn quan tâm. Hôm nay thì mới về một chiếc màu đen cực đẹp nhất đời 2007. Với phân khúc cửa tiền hơn 230 một chút, khả năng ô tô có ra một chiếc màu đen biển Hải Phòng, tên tư nhân, biển đẹp luôn các bác nhé, không thất bát, chiếc xe rất là đẹp luôn. Mang lớp sơn màu đen, cái dòng màu đen này cũng rất là hiếm rồi. Ở phiên bản số sàn động cơ 2.0 bản đủ G, đầy đủ trang bị túi khí, phanh ABS, na năng đúc nguyên bản theo xe. Chiếc xe này keo chỉ zin luôn, không đâm đụng va chạm gì. Và mẫu xe này được trang bị để đi gia đình thôi, nên là rất là cứng xe nhé, form dáng đẹp. Sơn thì còn nguyên bản đến tầm khoảng 70-80-90% đấy, rất là đẹp luôn. Động cơ 2.0 8 chỗ ngồi, chiếc xe này em chào bán tại cửa hàng là 238 triệu đồng. Có bớt có 3 rút hồ sơ cho bà con các anh chị luôn. Dòng này đăng kiểm tháng 1 năm 2023 các bác nhé. Sơn rất là đẹp luôn. Và hai bác đang cân đối và đang xem bây rồi, khả năng cao là sẽ không trụ nổi một ngày đâu. Em nhìn cái mép đèn của nó thôi đã thấy nó chiếc xe là rất là cứng nhá các bác nhé. Mép đèn này, đèn pha cùng với mép capo nhìn phát đã thấy cứng xe rồi. So với những cái con cả 2014 này form khít không bằng con này luôn. Đấy. Con xe này nhìn cái quả mặt ca lăng cùng với cái ban đề sốc trước đã nhìn thấy nó khít đẹp như nào rồi các bác nhé. Đôi đèn pha nguyên zin theo xe mà còn bóng loáng như thế kia thì anh em xem chỉ có dính thôi. Chiếc xe này độ lên bộ tem TND nhìn rất là đẹp. Đấy. Na răng đúc này, anh em nhìn thấy không? Sơn si sạch sẽ hết rồi, không phải làm gì luôn. Keo chỉ zin các bác nhé. Đây. Em sẽ cho các bác xem đằng sau ghế này, chỗ ngồi nó này. Ui rất là cứng đẹp luôn anh em nhé. Keo chỉ zin hết này, các bác nhìn này. Keo chỉ zin hết luôn, không đâm đụng vào phần đuôi mà phần đầu còn nguyên và phần đuôi còn nguyên thì các bác an tâm nói gì. Đặc biệt thì chiếc Innova như chiếc dòng 7 chỗ thì có để lưng hạ ghế, đây nâng như này hạ xuống được để đồ, hoặc là anh em ngồi chỗ ngồi đông người thì các bác mua dòng Innova là quá hợp lý luôn. Gia đình chúng ta có cửa tiền khoảng tầm hơn 200 một chút, 230 thì anh em mình mua được cái dòng này quá yên tâm các bác, đi lại sướng luôn. Các bác nào có công trình công trường cần chở công nhân công hoặc là công nhân di chuyển nhiều nơi nhiều chỗ đấy, nhiều tỉnh thành, anh em lấy một con dòng xe Innova này về các bác đi lại thì nó cũng rất là chắc chắn nhé. Keo chỉ zin luôn anh em này, con này không khoan đục luôn. Như vậy là ngày xưa là người ta chỉ có đi gia đình thôi, không có chạy dịch vụ, có thể là chạy dịch vụ gia đình ở nhà, nhưng mà chiếc xe rất là cứng và đẹp. Giá tiền thì hợp lý thôi, 238 triệu đồng, yêu cửa chắc lịch luôn các bạn, tiếng cửa đóng rất là chắc này, đấy, cực chắc luôn nhé. Túi khí được trang bị bên người lái cùng với cái màn hình Android, cam hành trình, cam đùi. Hai cái các củ số thay mới đẹp nét căng luôn, không cần phải làm gì cả. Chiếc xe này về em bảo đảm cho bà con các anh chị là zin hết anh em nhé, không đâm đụng va chạm nhé. Tặng theo cái chẳng hạt theo ghế cho bà con không thì bỏ ra cũng được. Đấy, nhìn này, chân nỉ nguyên bản, hai dàn điều hòa hai vùng, ba vùng luôn. Đây, bản đủ các bác nhé, quá đẹp luôn. Đầu răng sắt xi, máy móc các thứ quá đẹp, xuất sắc từ trong ra ngoài. Giá bán thì khả năng em niết là 238 triệu đồng, có bớt có giảm cho bà con độc lá cho bà con các anh chị là quan tâm. Bao rút hồ sơ cho bà con nhé. Với động cơ 2.0 xe đẹp như này, khả năng cao là hai bác này sẽ lấy, xem rất là kỹ rồi. Còn quan trọng là bàn tiêu giá rồi, anh em nhìn không? Nhìn cái bác đại sốc trước mấy cái mép đèn nó nhìn trông khác hoàn toàn. Chúng ta cũng gặp gỡ một chiếc xe Innova đời cao. Form dáng đời cao các bác nhé, đời 2014 luôn. Mang lớp sơn màu bạc, bản E đời bản đủ 2.0. Xe gia đình 8 chỗ ngồi các bạn, biển Phú Thọ, tên tư nhân 19A24633. Về form dáng thì em thấy cái form này nó sẽ là form mới hơn so với cái form cũ đây, nhưng mà cái form em thấy con B207 này trông form càng bét đẹp luôn. Đôi đèn pha này mới đèn pha zin theo xe từ đầu đến bây giờ anh em nhìn này. Hai bên mắt đèn pha nó đều và bằng giống nhau, độ mờ như nhau. Và cái cản trước nó được lên cản mới rồi, nhìn rất là đẹp, mặt ca lăng cũng đẹp, ốp inox rất là sướng luôn. Và chiếc xe này khả năng đang chào bán mức giá rất là cao, 398 triệu đồng. Tất nhiên có giảm có bớt cho bà con. Đăng kiểm tháng 4 năm 2023. Đăng kiểm 1 năm một lần. Và xe gia đình không khoan đục, không taxi không nhé. Chỉ có đi gia đình thôi hoặc là chạy dịch vụ thôi. Đấy. Nên là bà con cứ nhìn xe này biết ngay này, nhìn rất là cứng nhé, chân nỉ nguyên bản này. Nói chung là đời cao thì nó sẽ đẹp hơn đời thấp rồi. 2014 gấp hơn con kia 7 năm cơ, thì giá tiền nó cũng chênh nhau là chuyện bình thường. Mới lại dòng này, đợt này Innova rất là đắt ưu anh em nhìn này, con này ta pin nỉ còn nguyên này, keo chỉ zin hết này. Đấy, cái form thì nó form mới cùng với cái nội thất nó còn nguyên zin theo xe từ đầu đến bây giờ luôn. Có bộ ghế da này bọc mới thôi.
Còn lại củ số vô lăng này, quá đẹp luôn. Vô lăng như cả vô lăng của anh Hùng ơi. Anh ơi, anh Hùng ơi, anh vào giao con xe 40. Đây, anh em nhìn thấy chưa? Keo chỉ zin hết, quá đẹp. Từ trong ra ngoài nhé, yêu chắc lịch anh em nhỉ. Chắc lịch này. Toàn xe đẹp thôi, toàn hàng tuyển thôi. Bà con có bác anh chị ạ, đây. Tay tì tay mới lại cái tay mở cửa còn nguyên hết này. Nỉ tapi còn nguyên, keo chỉ zin hết. Đấy, chiếc này chắc test hãng thoải mái anh em. Đời cao như này, tự tin bán cho bà con. Giá rất là cao, không hề rẻ. Đợt này Innova nó lên giá nhé, chứ không phải là đợt trước thì tầm này chỉ bán khoảng tầm 360 thôi, 37 thôi, nhưng bây giờ nó lên 39 rồi cơ. À, xe mới cũng đang lên nhé, anh em đừng có so sánh quá. Xe mới cũng đang lên khoảng tầm 50 triệu. Mà anh em mua theo kiểu bia kèm nạc. Tức là anh em mua xe, anh em phải mua thêm nạc. Mua bia rồi phải mua thêm nạc về nó mới bán cho mình. Ví dụ như anh em phải mua thêm một cái bảo hiểm này, thân thể, một cái bảo hiểm xe ô tô, rồi các loại phụ tùng đi theo hay kèm nữa. Anh em có khi phải mua một cái Prudential hoặc là cái Manulife chẳng hạn, đâu đó mất vài chục triệu anh em ạ. Đấy, muốn mua xe bây giờ như thế nó có xe giao cho anh em, còn nếu không mua là nó không giao xe cho anh em. Nên anh em mua mới đừng có mơ mà mua được giá rẻ đợt này. Tổng chi con Vios bây giờ đã là 605 triệu đồng rồi. À, số sàn mà biển tỉnh nhé anh em nhé, 620 biển thành phố nhé. Nên là nó rất là đắt anh em ạ, nhìn đây. Tiếp theo là một chiếc Innova đời 2014 luôn, giống chiếc bên cạnh nhưng nó biển Hà Nội. Biển Hà Nội mà cũng giá cùng tiền luôn các bác nhé, cùng đời cùng tiền luôn. Chiếc xe này màu nó sơn màu vàng cát, biển Hà Nội 30A42660. Và xe thì em mới về và cũng lên sóng báo giá cho bà con luôn, tiện theo dõi cho bà con nhìn này. Hai form dáng giống nhau, chiếc này thì được cái biển Hà Nội và giá tiền thì nó cũng êm hơn một tí là 2.0. À, phiên bản số sàn nhé, số tự động em sẽ nói các bạn. Số tự động thì em có một con hôm qua hôm xưa bán mất rồi. À, đây anh em nhìn này. Về nội thất của chiếc xe này thì anh em thấy nhìn vẫn còn zin đẹp anh em nhé, zin đẹp luôn. Cái lòng ghế đằng trong này thì hơi trông bạc màu một tí. Đây. Màn hình Android cam đùi đầy đủ hết nhá. Túi khí phanh ABS, vô lăng củ số đẹp, sạch sẽ. Túi khí phanh ABS. Keo chỉ zin đây. Tapi dán da bò luôn này, keo chỉ zin hết này anh em nhìn thấy không? Không mất phần nào luôn, xe đẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài luôn. Giá tiền thì em có niêm yết từ cửa hàng hay rồi. Tất nhiên gọi cho Khả Đăng qua số điện thoại 0326062789. Có bớt có giảm cho bà con các anh chị nào nhiệt tình alo cho em qua số điện thoại 0326062789 ạ. Đấy, tiếp theo chúng ta cùng gặp gỡ một chiếc xe tiếp, màu vàng cát đến từ thương hiệu của Nhật Bản luôn. Toyota Innova G đời 2010. Với mức giá là 268 triệu đồng thôi, rất là đẹp. Biển Tuyên Quang các bác nhé. À, 22A07156, chiếc xe này Khả Đăng đang chào bán tại cửa hàng với mức giá là 268 triệu đồng. Có bớt, tất nhiên, tất một không ai bán cả cả. Giá đi lên tham khảo rồi, nên biết tại cửa hàng nhưng mà vẫn có bớt, có lục ná cho bà con, bao rút hồ sơ nữa. Nên là bà con mua được những xe này nó giá không thực tế là như này đâu. Anh em sẽ được giảm nhiều và nhiều ưu đãi cho bà con các anh chị khi đến với cửa hàng của Khả Đăng ô tô tại An Lão Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Nhìn vô lăng của nó thấy ưng rồi. Cái dòng Innova này hiện tại anh em đang quan tâm rất là nhiều và cũng rất là đắt trên thị trường, chính vì thế đẩy giá lên cao. Ngày xưa những dòng này em chỉ bán 24 thôi. Đấy, giờ không mua được luôn. Giờ phải mua vào giá 24 rồi. Đấy các bạn, nói chung là mua vào như thế mà bán ra thì nó chẳng được bao nhiêu cả. Anh em cứ lựa lựa cân đối làm sao mà hợp lý giá thì anh em đến với Khả Năng ô tô. À, số điện thoại vẫn vậy 0326062789. À, tiếp theo thì chúng ta cùng gặp gỡ một chiếc xe biển Hà Nội nhé các bác nhé. À, form này form 2012 rồi, đúng như vậy. Chiếc xe là đời 2014 nhưng mà form không phải form mới như thế kia. Form kia là form mới hơn một tí. Đây là từ 2012 đến 2014 là form này các bác nhé. À, thì nhà em đang chào bán mức giá là 379 triệu đồng. Đấy, 379 triệu đồng nó rẻ hơn rất là nhiều. Và chiếc xe này thì bên em đang có bao cam kết cho bà con là xe gia đình xịn luôn, không đâm đụng va chạm gì. Máy số zin, keo chỉ zin với mức giá là 379 triệu đồng. Có bao rút hồ sơ cho bà con các anh chị luôn. Và hiện tại những mẫu xe nhà em không làm trả góp cho bà con các anh chị nhé. Vì sao? Vì giờ ngân hàng hết tiền rồi. Ngân hàng bây giờ cho vay trả góp phải 3-4 tháng mới giải ngân được, mà anh em phải mua rất nhiều. Ví dụ như anh em mua một cái bảo hiểm thân thể 20 triệu, anh em mua bảo hiểm thân vỏ 20 triệu nữa, cùng với anh em mua một cái bảo hiểm tương lai gì đó năng nhằng, nên nó bắt anh em mua mất 5-60 triệu, anh em có chịu được không? Không nó trả lãi nữa, nên anh em rất là đắt, nên anh em đừng có trả góp thời điểm hiện tại. Đấy, các bác hãy cố gắng mua một chiếc xe gia đình về đi cho tránh mưa tránh nắng cho đỡ khổ. Mà chiếc xe này rất phù hợp cho anh em là chạy dịch vụ đấy nhé các bác nhé. Trần nỉ nguyên bản này, nội thất con này đẹp, em thấy tươi này. Đây, con này biển Hà Nội mà nội thất tươi như mới này, anh em nhìn này. Đây, củ số vô lăng này, đẹp chưa? Đấy, rất nhiều Innova nhé, đã không có hay thôi, đã có phải có chục chiếc cho bà con cô bác anh chị lựa chọn. Trong kia nhà em còn mấy chiếc nữa cơ, chưa mang ra hết đâu. Các bác cứ đến xem xe đi, không thích chiếc này thì anh em thích chiếc khác nhé. Đấy, anh em nhìn không? Vì sao mà anh em nhìn thấy rất nhiều anh em bán hàng? Vì nhân viên anh em đông lắm anh em ạ, nhân sale nhiều lắm. Và còn đến 2-30 anh em quay phim bán hàng, nên là bà con thấy đông người bán là chuyện dễ hiểu thôi.
cứ làm sao mà cảm thấy anh em nào làm việc ok thì anh em có thể alo trực tiếp cho người đó, hoặc là alo cho chủ cửa hàng Khả Năng Ô Tô, số điện thoại 0326062759 đây. Innova GR2009 mức giá 268 triệu, mỗi xe mỗi giá chứ không phải xe nào cũng giống nhau và xe nào cũng đẹp như nhau. Một chiếc xe đẹp anh em có thể đánh giá bằng cách là đến xem thử, chạy thử, chỉ cần máy ngon gầm bệ chắc chắn không đâm đụng gì, anh em có thể mua đắt hơn vài chục triệu là chuyện bình thường đấy. Có những chiếc mà xe anh em đang chào bán chỉ có 200, 220, các bác đi xem xe rồi các bác tham rẻ mua về rồi chỉ có khổ thôi nhé, chỉ có khổ thôi, nó không thể đẹp như này được các bác nhìn này. Không thể đẹp như này được đâu. Với mức giá mà em đang đưa ra là rất hợp lý, 268 triệu đời 2009 nhé. Ngoài kia 2010 có 268 triệu thôi. Mà có chiếc bản G thì nó chỉ đời 2012 thì nó chỉ giao vào được khoảng 200, 220 thôi các bác nhé. Giá tiền nó khác nhau hoàn toàn. Anh em có thể lựa chọn thông minh thì anh em hãy đến với cửa hàng nhiều xe như này tha hồ lựa chọn này. Các bác có thể yêu thích chiếc này không, lớn lên tí lấy chiếc cao hơn. Đấy, vì nó nhiều xe quá để cho bà con lựa chọn. Đấy thì bà con các anh chị cảm thấy em làm việc ok, có thể alo cho Khả Năng qua số điện thoại 0326062759. Hãy nhớ like, đăng ký, chia sẻ và những video Khả Năng Ô Tô lên sóng nhé. Trân trọng cảm ơn tất cả quý bà con. Hẹn mọi người trong clip tiếp theo.